Anh mang đi hả? Ừ. Nhà cọc dưới quê mang lên. Ăn sân tơ natural sạch sâu dịu nhẹ tươi trẻ làn da. Dạ. Không có bỏ thuốc đồ. Thôi. Khoan. Sao em là đang bị đau bao tử nè, sợ ăn vô nó kẹt. Ăn sao rồi? Nên thì em thấy anh ốm xuống mà, em thấy anh ốm xuống nhiều. Em ơi anh tập nhiều lắm đó, anh chạy bộ, anh boxing, anh cũng nhậm cái miệng anh bớt là nhiều lắm đó, anh thấy nhiều. Tôi còn hoạt động của anh quá nhiều luôn. Nhưng mà như vậy là do các thứ có tài anh ơi, có điện. Cái bụng ha. Chắc là do nhiều khi mình ăn. Anh ăn uống không có, nhưng có nhiều khi anh ăn uống có đúng giờ không? Đó. Không ăn thử ăn gián đoạn đi. Bây giờ trong một ngày đi ăn Boston. Ô nhưng mà anh Thành làm việc cường độ cao như thế mà anh làm Boston. Không mấy đâu lại là thôi không được đâu. Mà đâu sao đâu có chứ. Ừ em thấy anh ok mà đầu anh ok đừng ốm nữa. Em thấy anh đang rất ổn. Có người giết một cục kia ạ. Sao riêng nhà chồng ạ? Không phải bỏ thuốc à, mọi người giết một cục thôi. Đừng ăn gì em xin chào anh ơi. Lê trời, sao vậy? Em bơ vơ quá là chị chân đi. Nhà chồng nó organic ăn đi chứ. Mấy cục cục một cục thôi. Tầm đơn. Uống vậy bé. Con em là đang bị đau bao tử nè. Sợ ăn vô nó cạn. Cái nhìn mẩm. Nhìn mê mẩm luôn đó. Sẽ là anh mang đi hả? Ừ. Nhà chồng dưới quê mang lên. Dạ. Không có bỏ thuốc đồ. Thôi. Khoan. Sao em là đang bị đau bao tử nè, sợ ăn vô nó cạn. Mình ăn từ 2 đến 3 cách thôi nha, đừng ăn thêm nha, ăn quá mập đó. Mập da mụn. Tụi em cho mấy bạn mình miếng kẹo nằm thơm miệng lại. Đúng rồi đó, nãy em không dám ăn đâu. Nên thì đưa không biết cái này anh chán rồi. Tí nghĩ là bạn ấy đã cũng đã có ngu ngu mình rồi, lúc mà bạn ấy cũng có nói tiếng nào mình nào nhìn mặt nhìn gặp bạn nam nó hơi trẻ quá, nên tí nghĩ là bạn ấy có một cái gu riêng của mình rồi, cho nên là cái quyết định của bạn ấy là chắc chắn là đúng đắn. Theo tôi là trẻ thiệt, 20 tuổi má ơi, trẻ quá luôn á. Thật sự rất là trẻ và tôi nghĩ là không có gì phải tiếc cả. Bạn nữ sẽ chọn một cái người gọi là phù hợp hơn với bạn ấy. Thôi giống mẹ chứ rồi chị em giống luôn rồi là không phải từ tại vì mình già yêu. Rồi không phải đường mà tình yêu từ bao tử đó đi tìm không không chị đàn ông nói chung là chị thì chị già rồi, còn em là em thích cũng chàng nữa, em còn ủa? Trẻ tí, mà tí, tí, tí. Anh cũng số 4 là ý là nói là cái mặt mặt nhìn thân sinh. Cái gu của em trước giờ là gu thân sinh. Bây giờ mà cho chọn thì chọn cái đó. Thân sinh là không anh. Gặp gỡ thì cũng chúng ta đã thật sự trưởng thành. Thân sinh là thích à, bác tùy. Chị chọn cái gu chứ. Em nói
thiệt nè. Có nghĩa những người đang ổn là những người rất thông minh, rất là trí tuệ, ok. Không có ra người có chủ là sao? Sao nãy giờ mút ăn chơi nhảy múa không à? Không thấy ai có chủ luôn á. Kỳ vậy ta? Thì bởi vậy mới khó. Chứ dễ quá mình đoán được thế rồi. Em lúc em xem chương trình em thấy nó dễ, em xem lên em xem em thấy nó khó quá vậy. Bây giờ ai á mà có một cái dụng cụ gì mà giết được con ruồi tao cho 10.000. Thiệt nha, thì bây giờ hút hoài luôn. Đúng rồi, thiệt á. Mấy mùa trước đâu có ruồi đó, sao mùa này ruồi dữ. Từ nãy giờ nó bu mình như bu gì thiệt. Tức dễ sợ. Tức anh Thành. Không, vậy chứng tỏ là anh thơm nhất á. Nó bu cái đứa có mùi thơm nhất á. À ngồi gần anh Thành nè. Dũng lấy giùm thi sợi lông mi ở đây. Qua nữa hả chị? Anh Dũng qua đây xíu nè. Không hiểu sao tự nhiên tụi em hồi cứ chụm chụm lại chị ạ. Xin lỗi chị. Chắc tại tụi tám em thích nhau. Tám á chị. Tám á. Tám á. Hồi tự nhiên thấy kết chương trình bốn người chụm lại. Đón xem Người Ấy Là Ai 2022 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.